Xin chào chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài kể Bách Hoa Hương gồm 94 bước. Bài này mình sẽ chia thành 7 tổ hợp. Và trước khi vào đến bước, mình cũng hy vọng các bạn bấm like, thả tim và đăng ký kênh cho mình để mình có động lực làm video tiếp theo. Và bây giờ một phần hướng dẫn chi tiết. Tổ đầu 16 bước, mình sẽ bắt đầu 3 bước đi bộ bằng chân phải, chân trái nha. Bắt đầu chân trái, 3 bước đi bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đổi bên, bắt đầu chân phải. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sang tổ hợp 2, 16 bước, mình sẽ bắt đầu chân trái 3 bước đi bộ. 1 2 3, chân phải bắt đầu đá. 4 5 6 7 8. Đổi bên, chân phải 3 bước đi bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sang cái tổ 3, 16 bước, mình sẽ bắt đầu chân trái 3 bước đi bộ. 1 2 3, chân phải đá sang. 4 5 6 7 8. Chân trái bắt đầu đá sang bên bên trái. 1 2 3 4 5. Chân phải 6 7 8. Sang cái tổ hợp 4 gồm 18 bước, mình sẽ bắt đầu chân phải 3 bước đi bộ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mình cũng bắt đầu chân trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bây giờ mình sẽ xâu chuỗi 4 tổ hợp đầu vào với nhau nha. Từ tổ hợp 1 đến tổ hợp 4. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bây giờ sang đến tổ hợp 5, mình sẽ có 10 bước. Bắt đầu chân trái 2 bước đi bộ. Và đến bước thứ 3, mình sẽ thực hành bước mũi chân 1 2 3 4. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chân trái 2 bước đi bộ nha.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mình sẽ trượt về nhé. 7 8 9 10. Cái tổ hợp này mình sẽ đi ngang cho nó dễ, các bạn dễ quan sát cái chân nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và tiếp đến tổ hợp 6, 10 bước mình sẽ bắt đầu chân trái 2 bước đi bộ nha. 1 2 3 và 4. Thực hành bước gót, mũi và gót nha. 3 và 4 5 và 6 7 và 8 9 và 10. Tổ hợp này mình sẽ đi ngang cho các bạn dễ quan sát nha. Bắt đầu chân trái 2 bước đi bộ. 1 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8 9 và 10. Để kết nối vào tổ hợp cuối cùng, mình sẽ bắt đầu chân phải 3 bước đi bộ. Tổ cuối cùng 8 bước. 1 2 3 4 5. Chân phải bắt đầu lượt về 6 7 8. Và mình sẽ đi lại từ đầu. 1 2 3. Bây giờ mình sẽ bước toàn bộ bài cho các bạn cùng tập theo nha. Chân trái bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 và 5 và 6 7 8 9. 1 2 3 4 và 5 và 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 và 4 5 và 6 7 và 8 9 và 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Và mình sẽ bước lại từ đầu. 1 2 3. Bây giờ mình sẽ bước về hướng mặt cho các bạn xem tay mình sẽ đi như thế nào nha, đưa như thế nào. Bắt đầu chân phải, chân trái. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1
1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 9 và 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và mình sẽ bước lại từ đầu. 1, 2, 3. Vậy là mình đã hoàn thành xong 94 bước của bài Bách Hoa Hương. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp các bạn video lần sau. Xin chào và hẹn gặp các bạn.